đúng là mỗi người Việt Nam là một cái đại sứ, đúng không? Đại sứ là hình ảnh của đất nước, nó tuyệt vời, làm con người nhân lên cái đức tính và cái lan tỏa cái tình yêu, cái giá trị tốt đẹp của người Việt, không chỉ ở Việt Nam mà ra khắp toàn cầu. Điều đó nó ý nghĩa, nó lớn lao lắm, và nó mang lại nhiều điều mà có khi là tiền cũng không thể đo đếm được. Đúng rồi. Vâng, và cái điều mong muốn nhất hiện nay đó là làm sao cái tinh thần đoàn kết này, cái sự tương trợ này, cái sự hòa hợp này phải thể hiện cao hơn trong cái điều kiện bình thường, trong cái giai đoạn phát triển hậu Covid-19, chứ không chỉ trong khó khăn. Đó mới là điều mong muốn nhất thưa ông. Tôi thấy là đây là thông qua cái này, bằng những cái đường lối đúng đắn của Bộ Chính trị, chỉ đạo chính phủ, từ chính phủ, từ Thủ tướng là đồng chí Phúc, cho đến đồng chí Đam, rồi cho đến các bộ phận công an như anh chủ anh Tô Lâm, rồi thì bộ phận thông tin của bên tuyên giáo, ngay ở chỗ VOV của chúng ta cũng thấy là như anh Kỳ, là anh Hùng, mấy anh thế thì đều là quan tâm và sốc tới cái việc này. Thì nhân cái việc này tôi thấy là cái cảm hứng này ấy, mà khi dân tộc chúng ta đã có rồi thì chúng ta phải dùng cái cảm hứng này để sau cái chiến dịch này để chúng ta làm cái chuyển động cái nền kinh tế. Bởi vì là nhà nước mình thông qua những cái biện pháp vừa rồi chống dịch thì cũng tốn kém rất nhiều, chúng ta rất nghèo. Chúng ta bỏ, các bạn phải nhớ là chúng ta đã hy sinh một nhà máy thủy điện và bậc nhất Đông Nam Á để chúng ta bằng cái số tiền có thể làm một cái nhà máy đấy. Để mà chúng ta cứu 20 triệu đồng bào chúng ta hiện nay đường rơi vào những cái tình trạng khó khăn. Chứ đấy là một cái việc làm từ xưa đến nay, từ bạt cổ đến nay trong cái đất nước mình rồi. Cũng chưa có một cái nhà vua nào và chính phủ nào mà mở kho thóc của triều đình để làm được những việc như thế này. Đấy nó làm của tôi. Khi mà tôi nghe cái tin này xong, tôi ngồi ở trong phòng thì tôi khóc. Gói sau 2.000 tỷ đấy. Đấy. Trong bao nhiêu thế kỷ nay chưa có nhà vua nào mở kho tàng của nhà nước ra để phát triển cho dân chúng như chúng ta này. Các bạn phải nhớ là hơn 1 tỷ như thế là tỷ mấy đấy, là bằng cái nhà máy hơn cái nhà máy Lai Châu mà kém cái nhà máy thủy điện Sơn La một tí thôi. Mà trong lúc mà chúng ta nghèo nhá, thì đấy thì theo tôi thì ở cái này là nó có một cái đà, thì các cái tổ chức đoàn thể cố gắng làm sao duy trì cái cảm hứng này để mà sau cái cơn dịch này chúng ta truyền cái cảm hứng, mỗi người làm viên cát nhỏ để xây dựng lâu đài, xây dựng quốc gia của đất nước chúng ta hùng cường. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Mỗi người hãy là một viên cát nhỏ để mà xây dựng, đóng góp vào lâu đài quốc gia lâu đài.